Kính thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh, đời sống nhân dân còn gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng đó, tỉnh Trà Vinh tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội gắn với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ thất nghiệp, dư thừa lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để chính quyền và nhân dân vượt qua thách thức, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Khi mới tái lập tỉnh vào năm 1992, để giải quyết những khó khăn về đời sống kinh tế của người dân, Trà Vinh đã triển khai nhiều chính sách quan trọng, trong đó có chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề nhằm xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, với sự quan tâm sâu sát của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các bộ ngành trung ương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết việc làm cho người dân trong tỉnh đều tăng và đạt kết quả khả quan. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 22.000 người. Khi mới tới tái lập tỉnh đó, thì tình hình lao động việc làm rất là khó khăn. Với cái quy mô nền kinh tế nhỏ bé, điểm xuất phát thấp, thế nên và lạc hậu nghèo nàn thuộc dạng nhất nhì đồng bằng sông Cửu Long lúc đó, nên là cái tình trạng mà lao động thất nghiệp và thiếu việc làm nó rất phổ biến. Lúc đó là cái tỷ lệ lao động thất nghiệp là khoảng trên dưới 6%, cái tỷ lệ lao động thiếu việc làm khoảng trên dưới 10%. GDP bình quân đầu người cái tại thời điểm đó là khoảng 730.000 trên một người. Từ đó mà dẫn đến một cái hậu quả là 20% hộ nghèo, 20% hộ đói và 40% hộ nghèo. Tuy nhiên là với cái sự nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành các cấp của tỉnh, trong đó có ngành lao động thương binh xã hội, thì trong suốt 30 năm qua tỉnh ta luôn đạt được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,5% một năm, với cái mức GDP bình quân vào cái thời điểm cuối năm 2021 là 63 triệu đồng trên một người, tăng như vậy 86 lần so với cái năm 92. Xác định xuất khẩu lao động là giải pháp hữu hiệu giúp người lao động được giải quyết việc làm và vươn lên khấm khá hơn. Nhiều năm qua, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa hơn 4.420 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 6% năm 1992 xuống còn 2% vào cuối năm 2021. Hộ bà Nguyễn Thị Diệu, ngụ ấp Sóc Cục, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang đã thoát nghèo, vươn lên khấm khá hơn nhờ có con đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trước đây, gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã. Đầu năm 2016, sau khi được chính quyền địa phương cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh tuyên truyền chính sách xuất khẩu lao động, thủ tục xuất khẩu lao động, thì hai người con gái của bà đã đăng ký đi Nhật Bản làm việc trong ngành đóng gói bao bì thực phẩm. Hộ bà Nguyễn Thị Diệu đã thoát nghèo vào cuối năm 2017. Trước đây năm 2014-15 là gia đình tôi rất là nghèo. Mà nhờ mua bán rồi nuôi con đi học, rồi nhờ trung tâm việc làm mấy con tôi đi được Nhật Bản mới cắt được nhà khang ăn khang vậy. Con tôi được đi Nhật Bản thì nên gia đình tôi cũng khám khá, cắt được nhà rồi yên ổn, là ăn rồi con tôi gửi tiền và cũng có tiền sống. Không riêng gia đình bà Diệu, rất nhiều hộ được hướng dẫn thủ tục vay vốn ngân hàng nhanh chóng theo phương thức gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản là 0,55% một tháng, tức là 6,6% một năm. Hiện nay, tất cả các xã phường thị trấn trong tỉnh đều có người đi lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, với mức thu nhập từ 25 đến hơn 40 triệu đồng một tháng một người. Hộ nào mà có được con em đi xuất khẩu lao động thì rất là tốt. Hình tốt là do sao? Lý do nó cũng có thu nhập về ổn định. Để có một cái nữa là nhờ cũng chính quyền địa phương cũng như các cấp lãnh đạo cũng quan tâm đến gia đình để mà động viên vậy đó, để cho nó đi làm nó có cái thu nhập về đằng phụ đó. Mình á thì nghèo, nhưng mà nếu như được con mà học hết ra 12 thì nên cho đi xuất khẩu lao động, mà xuất khẩu lao động sang Nhật á, thì nó sẽ ổn, rồi cái kinh tế phát triển gia đình mình cũng phấn khởi.
Ông Trịnh Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trà Vinh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, đối với công tác xuất khẩu lao động, những năm qua, tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông bằng nhiều hình thức để người dân tiếp cận thông tin như chính sách xuất khẩu lao động ở các thị trường có uy tín như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Trong những năm qua thì công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đó mang lại hiệu quả rất là cao. Thì nhiều em là đã đi rồi gửi tiền về xây được nhà, nhiều gia đình nghèo thì đã vươn lên thoát nghèo, gia đình khá giả thì cũng vươn lên làm giàu. Và cái phong trào đi làm việc có thời hạn nước ngoài trở thành một cái phong trào mạnh mẽ như ở huyện Cầu Ngang, huyện Trà Cú, huyện Tiểu Cần, huyện Càng Long. Và cái hướng tới thì cũng tiếp tục để tuyên truyền vận động làm sao mà cho các em trong độ tuổi đi làm việc có thời hạn nước ngoài là biết được cái chính sách tốt của tỉnh Trà Vinh chúng ta. Theo cái nhu cầu của các đối tác Nhật Bản đó, năm 2022 chúng tôi dự kiến đưa 1.500 học sinh đi làm việc ở Nhật Bản. Và đặc biệt là chúng tôi cũng mong muốn sẽ tuyển chọn được từ 300 đến 500 học sinh người Trà Vinh. Thì hiện nay đó, để đáp ứng cái yêu cầu thực tế của lao động đó, và chúng tôi chủ trương là dành cái thời gian ban đầu đào tạo tiếng Nhật thì các em được học tại Trung tâm Việc làm Trà Vinh. Chúng tôi hợp tác với Trung tâm Việc làm để đào tạo các em tại chỗ để giảm cái chi phí đi lại ăn ở cho các em thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau khoảng 3 tháng học tại Trà Vinh thì bắt buộc chúng tôi phải đưa các em về trung tâm đào tạo chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao, để đào tạo nâng cao tiếng Nhật. Qua 30 năm kể từ năm 1992 đến năm 2022, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và các thiết bị dạy nghề được tỉnh tập trung đầu tư. Nhiều chương trình nội dung đào tạo được liên tục cập nhật và đổi mới. Các chính sách hỗ trợ đào tạo người lao động đạt được nhiều kết quả. Tuyển sinh đào tạo nghề 19.000 người một năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 68%. Trong đó, tỷ lệ có văn bằng chứng chỉ đạt hơn 35% vào năm 2021. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Thời gian học tập tại trường thì em thấy thầy cô và cán bộ quản lý của nhà trường thì rất tận tình với học sinh sinh viên. Các thầy cô thì có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy để chúng em có thể tiếp cận với bài học và thực hành được dễ dàng hơn. Các cán bộ quản lý của nhà trường thì nhiệt tình phổ biến hướng dẫn chúng em được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước. Ngoài ra thì trường tổ chức cho chúng em đi thực tập ở các cơ sở, công ty cơ sở dịch vụ cơ điện lạnh. Đây là cơ hội rất là tốt để em và các bạn có thể là tiếp cận với các trang thiết bị mới, công nghệ mới. Anh Sơn Li Mết, cựu sinh viên lớp trung cấp nghề khóa TC8, Điện Công nghiệp 3, trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Anh Li Mết tốt nghiệp năm 2015 và được trường giới thiệu để làm việc tại phân xưởng nhiên liệu 2, nhà máy nhiệt điện Dương Hải. Trường nghề thì nó có ưu tiên hơn, là lợi ích hơn, là như thí dụ mình học trường nghề là nó đào tạo nó ngắn hơn, cái học phí nó thấp hơn, và cái nữa là nó ưu tiên là cho anh em người dân tộc, cái chính sách hỗ trợ như thuộc hộ nghèo, hộ còn nghèo được giảm học phí, với có anh em mà người ta đi bộ đội xuất ngũ về mình học như vậy là đó không có tốn tiền học phí, được đào tạo nghề, và sau khi mình tốt nghiệp ra mình được nhà trường giới thiệu chọn nghề để đi làm. Thì em học ở trường thì mấy thầy cô sẽ dạy đúng với cái thực tế mà mình ra làm trong nhà máy. Thì cái quan điểm nhất quán của nhà trường là chỉ tuyển sinh những cái ngành nghề mà cái thị trường lao động có cái nhu cầu, nghĩa là những ngành nghề mà xã hội cần đó, chứ không đào tạo những cái ngành nghề mà nhà trường có điều kiện mà xã hội lại không cần, hay nói cách khác hơn là thị trường lao động không cần. Đấy, chính vì vậy mà nói chung là trong nhiều năm qua thì học sinh sinh viên tốt nghiệp của trường là đều có việc làm trên 95%. Để công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và doanh nghiệp uy tín tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp cho người lao động. Tỉnh tiếp tục đề ra cái một
mục tiêu là hàng năm mỗi năm là giải quyết việc làm cho trên 23.000 lao động. Đó. Và đưa mỗi năm đưa 900 lao động học sinh sinh viên đi làm việc và học tập ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Sở tăng cường đầu tư phát triển thị trường lao động trong và ngoài nước, đẩy mạnh đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, gắn đào tạo với giải quyết việc làm, lấy nhu cầu sử dụng lao động của thị trường là mục tiêu đào tạo, bảo đảm người lao động sau khi tốt nghiệp phải có việc làm theo đúng ngành nghề, thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.